chào các anh nha. Em nay rảnh rỗi đang xử lý cái con đồng hồ Odo. Odo người máy đánh chuông. Về nguyên bản của cái chiếc đồng hồ này thì nó là cái dòng đồng hồ sử dụng cái tay lắc nhỏ các anh ạ. Cái tay lắc của nó bé lắm, bé chắc bằng một cái bánh xe trong đây thôi. Đó, chứ nó không có phải là cái tay lắc dài để sử dụng cái quả lắc bự như cái lòng bàn tay chúng ta đâu. Thì cái này đang xử lý để độ chế nó lên để cho nó chạy cái tay lắc dài các anh ạ. Bởi vì chủ nhân người ta muốn là đưa nó vào cái thùng mà nó có cái kính thủy ở bên dưới á. Cái dòng người máy đánh chuông này thì nó có hai dòng. Một dòng là nó chỉ có cái ngữ cảnh người máy đánh chuông thôi. Còn một dòng nữa, dòng lớn hơn thì nó có thêm cái phần kính thủy. Kính thủy nó vẽ cái hình cái dòng sông và một cái thành phố gì đó. Thì chủ nhân người ta đã muốn đưa nó qua một cái thùng tay lắc dài như vậy. Thì để đưa được cái vấn đề này, đưa cái đồng hồ này nó sử dụng được cái tay lắc dài thì ở đây phải thay hai cái nhông các anh ạ. Thay hai cái nhông. Cái nhông ở bên trên này và cái nhông bên dưới này. Thì khi mà thay cái nhông này vào thì nó sẽ bị cấn. Đó, cũng có thể là cùng một cái dòng máy, cái kích thước nó như nhau. Nhưng mà chúng ta phải lưu ý là cái tỷ lệ ăn mòn. Có thể cái máy này nó sẽ bị ăn mòn nhiều rồi. Ăn mòn nhiều rồi. Khi mà các anh thay những cái nhông này, cái nhông mới này vào, cái tỷ lệ ăn mòn của nó còn ít. Thì khi các anh thay vào thì nó sẽ bị cấn bởi những cái nhông cũ này. Đó, giữa hai cái mới và cái cũ thì nó sẽ có một cái gì đó nó hơi lệch lạc. Và các anh biết là cái lực xả ra của cái ổ cót nó rất là mạnh. Tuy nhiên thì nó được giảm bởi những cái hệ nhông này. Từ cái nhông to nó được truyền qua cái nhông nhỏ thì cái lực của nó giảm lại rất là nhiều. Do đó là khi một cái lực ma sát, một chút ma sát nhỏ thôi, tác động lên một trong những cái hệ bánh xe này thì cũng có thể làm cho cái đồng hồ nó không thể hoạt động trơn tru được anh nhá. Do đó là cái đồng hồ này em phải xử lý lại nó. Phải xử lý lại cái hệ bánh xe này. Thì cái bánh xe này em cũng cân chỉnh lại hết rồi các anh ạ. Tuy nhiên thì cái vấn đề nó hoạt động nó vẫn chưa được ưng ý. Thì qua cái quá trình theo dõi thì em thấy là cái mức độ ma sát ở đây nó lớn quá. Do đó là chúng ta sẽ xử lý lại cái nhông này. Thì cách xử lý cái nhông này thì nó sẽ có hai cách các anh ạ. Mình phải làm sao để mình tạo cái khoảng cách giữa các cái bánh xe này, giữa các cái bánh xe với nhau. Đó, mình phải tạo ra cho nó một chút cái khe hở. Đó, thì nó mới không bị chồng chéo lên nhau thì cái hoạt động của nó mới trơn tru được. Chứ ở đây cái máy này thì nó cũng khá là nặng. Đây này, cũng rất là nặng. Như thế này thì cái lực xả ra của cót, những cái ngày gần hết cót thì có thể là cái máy nó sẽ không hoạt động được đâu các anh nhá. Cái này thì nó nằm ở nhà em 2 năm nay rồi. Bữa nay thì thấy các anh hối quá thì em cũng phải lấy ra để xử lý để trả cho các anh. À, em sẽ xử lý lại cái nhông này một chút các anh nha. Cái đồng hồ này thực sự nó rất đơn giản các anh ạ. Nhưng mà đôi khi chúng ta không phát hiện ra một cái lỗi nào đó trong cái máy thì cảm thấy nó rất là phức tạp. À, hôm qua em có nói chuyện với một anh, nói chuyện qua Zalo, thì anh cũng tâm sự là nhiều khi cái máy để ra ngoài thì nó chạy ok, cái khi đưa vào trong thùng treo lên thì nó lại được 2 bữa 3 bữa nó lại đứng. Anh ấy nói tâm sự nhiều khi muốn quăng luôn đi, bực mình. Đó, anh nói là như vậy. Nhưng mà thôi, chơi cái này là chúng ta phải kiên trì các anh nhé. Chơi đồ cổ thì để rèn luyện cái tính kiên nhẫn và nhẫn nại của con người mà. Nếu mà chúng ta mà nóng nảy sẽ không chơi được những cái món này đâu các anh ạ. Đồ cổ mà, chứ còn nếu mà các anh thích nó trơn tru thì các anh cứ mua đồ mới thôi. Cứ gắn pin vào là chạy. Tháng thay pin lần, có khi nửa năm thay pin lần. Chơi những cái đồ này thì ngày nào cũng phải lên cót. Thì mỗi dòng, mỗi thứ thì nó có một cái hay của nó các anh ạ. Nên là chúng ta chơi thì đừng nên nóng vội các anh nhé. Đây, hai cái nhông này chính là hai cái nhông mà thay để sử dụng cái tay lắc dài các anh nè. Đó, thì khi mà gắn vào đây thì theo như cái quan sát của em là nó bị kẹt ở cái đầu này. Đó, từ cái nhông này nó qua cái nhông này nó không có một cái khoảng không để cho nó lướt. Đó.
thì em sẽ xử lý lại cái nhông này. Thì thực sự cái vấn đề chuyển động bên trong của cái đồng hồ nó chỉ là những cái chuyển động tròn đều thôi các anh ạ. Nên là chúng ta xử lý làm sao cho cái hoạt động của nó trơn tru là được rồi. Chứ còn không có cái vấn đề gì quá khó ở đây đâu. Còn cái phần mặt trước ở đồng hồ thì nó là những cái chuyển động rích rắc. Đó, cứ cái này đá qua cái kia để nó tạo cái hiệu ứng âm thanh. Còn ở bên trong này thì các anh thấy đây nó toàn bộ là bánh xe thôi chứ không có gì khác cả. Đó, em sẽ xử lý lại cái đầu nhông này. Không biết quay này cho các anh thấy có rõ không chứ khi mà gắn vào như thế này này. Các cái bánh xe nó ôm sát vào với nhau. Nó ôm sát vào với nhau nó tạo ra một cái lực ma sát ở đây. Thì cái tốc độ quay của cái đồng hồ khi mà truyền qua những cái nhông này thì nó sẽ được giảm lại rất là nhiều. Do đó là một chút ma sát thì nó sẽ ngừng hoạt động. Đây là một ca khó các anh nhé. Dễ thì dễ thật đấy nhưng mà lâu lâu vẫn gặp phải một cái ca khó đó. Cái này ở đây cũng khá lâu rồi. Mấy bữa trước thì lo tập trung xử lý mấy cái kia nên là cũng bỏ bê nó. Bữa nay thì mới bắt đầu xử lý lại đây. Cái đồng hồ này trước đây em có cái video chia sẻ cho các anh xem. Về cái vấn đề, em không nhớ cái tiêu đề là gì, nhưng mà em có chia sẻ về cái đồng hồ này cho các anh xem rồi. Sửa đồng hồ này các anh lưu ý là mắt thì phải sáng nha. Chứ nhiều anh thì mắt mũi lèm nhèm thì chắc chắn là không làm được những cái việc này đâu. Này các anh thấy mỗi lần mà cái nhông nó chạy qua nó có một cái lực ma sát nó giữ lại, nó làm cho cái bánh xe nó không thể lướt qua được. Như thế này thì cái máy nó đứng thì nó là cái chuyện dĩ nhiên rồi. Đó, thì cái này nó là cái sự khập khiễng giữa cái mới và cái cũ thôi. Chứ còn nếu mà đồng bộ của nó từ trước tới nay thì cái tỷ lệ ăn mòn thì nó sẽ theo nhau. Nó cái này mòn thì cái này chắc chắn cũng sẽ bị mòn ít nhiều, mặc dù nó bằng thép thì nó vẫn sẽ mòn. Đó, thì cái tỷ lệ của nó sẽ được tính theo cái vấn đề thời gian, nên là cái hoạt động của nó sẽ trơn tru hơn là cái vấn đề mà chúng ta đưa những cái khác vào để thay thế như thế này.